Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với bản tin cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 24 tháng 1 năm 2024. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên, ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Đừng quên bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá heo hơi ngày 24 tháng 1 năm 2024. Biến động bất ngờ, CP tiếp tục tăng mạnh lên 60.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Bắc. Giá heo nuôi trong dân cao nhất hiện vẫn là 58.000 đồng một kg. Mức giá này đang dần xuất hiện nhiều hơn. Trong ngày 23 tháng 1, giá heo hơi giao dịch tại thị trường miền Bắc vẫn phổ biến trong khoảng 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Công ty cổ phần chỉ điều chỉnh giá bán ra của một dòng heo nên mức độ tác động tới thị trường không nhiều, nhất là khi các công ty khác giữ nguyên giá bán. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, giá heo ghi nhận từ 54.000 đến 58.000 đồng một kg. Tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, giá heo hơi phổ biến trong khoảng từ 54.000 đến 57.000 đồng một kg. Khu vực các tỉnh miền núi Tây Bắc, giá heo hơi tại Hòa Bình từ 53.000 đến 57.000 đồng một kg, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên từ 54.000 đến 57.000 đồng một kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai ở mức 53.000 đến 57.000 đồng một kg. Quảng Ninh từ 54.000 đến 58.000 đồng một kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo hơi tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cũng chưa có ngưỡng giá mới. Hầu hết các địa phương trong vùng giữ đà tăng, nhưng là tăng từ vùng giá thấp lên giá cao hơn. Mức bình quân toàn vùng hiện trong khoảng 52.000 đến 55.000 đồng một kg. Với diễn biến như hiện tại, giá heo hơi tại một số khu vực của miền Trung có thể sẽ lên mức 56.000 đồng một kg trong một vài ngày tới. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ở mức 52.000 đến 55.000 đồng một kg, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế hiện trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng một kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi từ 50.000 đến 55.000 đồng một kg. Quảng Nam, Đà Nẵng cao nhất từ 53.000 đến 55.000 đồng một kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 52.000 đến 54.000 đồng một kg, Bình Định ở mức 51.000 đến 53.000 đồng trên kg, Bình Thuận từ 52.000 đến 54.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên từ 50.000 đến 54.000 đồng một kg, trong đó Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông hiện từ 50.000 đến 53.000 đồng một kg, Lâm Đồng khoảng 51.000 đến 54.000 đồng một kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo hơi miền Nam khá tương đồng với các tỉnh thành miền Trung, mức 52.000 đến 55.000 đồng một kg phổ biến ở hầu khắp các địa phương. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước từ 52.000 đến 55.000 đồng một kg, mức 55.000 đồng một kg tập trung chủ yếu tại Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ, giá heo hơi tại Long An và Tiền Giang trong khoảng 52.000 đến 55.000 đồng một kg. Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu từ 52.000 đến 54.000 đồng một kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 52.000 đến 55.000 đồng một kg. Giá thịt heo mảnh tại các chợ đầu mối của thành phố Hồ Chí Minh giao dịch trong khoảng 70.000 đến 73.000 đồng một kg với heo mảnh loại 1 và 57.000 đến 63.000 đồng một kg với heo mảnh loại 2. Không chỉ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các trang trại lớn cũng đang trông đợi sẽ thu lãi cao từ lứa heo Tết này. Trang trại chăn nuôi heo tại ấp Sơn Tân, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức đang nuôi khoảng 400 con heo thịt. Ông Phan Công Luận, kỹ thuật trang trại cho biết, dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 300 con heo thịt. Tính đến nay, trọng lượng heo đã đạt trung bình 90 kg con, chuẩn bị xuất bán phục vụ thị trường Tết. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, đảm bảo sản phẩm chăn nuôi được lưu thông thuận lợi, cũng như tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y ở các điểm mua bán động vật, sản phẩm động vật thường xuyên, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024. Như vậy, sau nhiều ngày giá tăng liên tiếp, nhiều chuyên gia dự báo khả năng sẽ tăng lên mốc 65.00 đồng một kg là điều rất có thể. Đến hiện tại thị trường gần như ổn định đồng loạt, bà con chăn nuôi vui mừng phấn khởi. Theo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, trong nửa đầu tháng 1 năm 2024, trung bình mỗi đêm có khoảng 6.000 đến 7.000 con heo từ Campuchia nhập lậu vào Việt Nam thông qua một số cửa khẩu ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và biên giới Tây Nam. Tại miền Bắc, Do nguồn cung heo từ các tỉnh phía Nam ra khá dồi dào khiến giá heo hơi chững lại trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, doanh nghiệp lớn vẫn điều chỉnh tăng giá heo thịt bán ra. Hiện mức giá heo hơi của công ty C Việt Nam tại miền Bắc trong khoảng 62.500 đồng một kg, cao hơn khá nhiều giá tại các chợ. Điều này có thể khiến giá heo hơi tại các chợ duy trì đà tăng giá trong những ngày tới. Một số đầu mối dự đoán, giá heo hơi miền Bắc có thể chạm mốc 60.000 đồng một kg trong tuần này. Đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại vẫn khá ổn định. Với đàn heo hiện có, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo của thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Giá thịt heo hơi hiện nay là do thị trường tiêu dùng quyết định. Suốt những tháng qua, thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ thịt kém sôi động do nhiều công ty, doanh nghiệp giảm công nhân, giảm quy mô sản xuất vì khó khăn chung của nền kinh tế. Theo đó, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đầu tư tăng đàn cung cấp ra thị trường Tết. Trước Tết Nguyên đán, thị trường tiêu thụ các sản phẩm thịt như heo, bò, gà đã bắt đầu sôi động. Các đơn hàng đặt thịt để làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm cung cấp cho thị trường Tết tăng cao như chả giò, chả lụa, lạp xưởng, xúc xích. Vì vậy, giá heo liên tục tăng cao so với trước. Nguồn heo doanh nghiệp lẫn trong dân đều tăng từng ngày, kỳ vọng cán mốc 65.000 đồng một kg. Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phạm Kim Đăng cho biết, đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại vẫn khá ổn định. Với tỷ lệ đàn heo hiện có, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Cũng theo ông Đăng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, thời tiết diễn biến thất thường, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn heo là rất lớn. Để ổn định nguồn cung thịt heo, Bộ yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi, nhất là tại các ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao. Theo một số đầu mối, những ngày gần đây, giá heo hơi tại Việt Nam tăng nhanh, nguồn heo từ Campuchia, Thái Lan bắt đầu xuất hiện nhiều. Dù cơ quan chức năng tại các tỉnh Tây Nam Bộ tăng cường giám sát các tuyến biên giới, nhiều vụ bắt heo nhập lậu nhưng nguồn heo này vẫn được vào. Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về tình trạng heo nhập lậu vẫn phức tạp trong thời gian gần đây. Theo đó, bằng nhiều nguồn tin mà Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai nắm được, do đang vào thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng nên tình trạng heo nhập lậu tiếp tục tăng đột biến. Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lập các đoàn kiểm tra, kiểm soát lực lượng thú y các địa phương, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép heo vào Việt Nam trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, thời tiết diễn biến thất thường, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn heo là rất lớn. Để ổn định nguồn cung thịt heo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi, nhất là tại các ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao. Theo thông tin từ Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, hiện tình trạng heo nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam vẫn diễn ra phức tạp, làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, đồng thời gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn heo trong nước. Theo hiệp hội này, bằng nhiều nguồn tin mà Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đã nắm được cho thấy, do đang vào thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng nên tình trạng heo nhập lậu tiếp tục tăng đột biến. Trước tình trạng này, Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đã gửi công văn kiến nghị với mong muốn Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm soát lực lượng thú y các địa phương, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép heo vào Việt Nam trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức người dân khu vực biên giới trong công tác phòng, chống dịch, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép heo qua biên giới, hỗ trợ việc tiêu hủy khi có số lượng lớn heo buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thông thường vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng các loại thịt và sản phẩm chế biến từ gia súc, gia cầm nem, giò, chả thường tăng cao. Chính vì vậy, từ cuối tháng 10 năm 2023, công tác tái đàn, chuẩn bị nguồn cung đã được nhiều doanh nghiệp, cơ sở, hộ chăn nuôi, sản xuất kinh doanh tích cực triển khai. Tuy nhiên, trước những biến động về giá cả trên thị trường cũng như sức tiêu thụ trên thị trường giảm mạnh so với mọi năm do suy giảm kinh tế chung nên quy mô vào đàn không tăng nhiều, đặc biệt đối với đàn heo. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả heo châu Phi phát sinh, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ gia đình về biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, khuyến cáo người dân không mua bán, trao đổi, vận chuyển heo mắc bệnh ở vùng dịch về địa phương và ngược lại. Bên cạnh đó, tuyên truyền người dân, các hộ chăn nuôi chủ động chống rét, Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, tổ chức rắc vôi bột, phun thuốc tiêu độc, khử trùng xung quanh khu vực chăn nuôi, khử trùng nguồn nước sử dụng trong chăn nuôi, chủ động tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn heo, vệ sinh chuồng trại và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng cho đàn heo. Ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại vẫn khá ổn định. Tỷ lệ đàn heo hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo từ nay đến Tết Nguyên đán. Giá thịt heo ở ba miền Bắc, Trung, Nam đang dao động quanh mức 48.000 đến 57.000 đồng 1 kg. Thịt heo được bán tại các chợ truyền thống có giá khoảng 100.000 đến 130.000 đồng 1 kg. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự báo giá thịt heo trong Tết Nguyên đán 2024 sẽ không có biến động lớn. Do đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại vẫn khá ổn định. Tỷ lệ đàn heo hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo từ nay đến Tết Nguyên đán. Nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết khá dồi dào. Một tháng trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, giá heo hơi thường có xu hướng tăng mạnh. Sự ảm đạm của thị trường đã kéo dài từ năm 2023 đến nay. Theo đó, giá heo hơi trung bình của cả năm ngoái ở mức 53.800 đồng một kg, thấp hơn 3.200 đồng một kg so với trung bình cả năm 2022. Tại miền Bắc, mức giá trần 58.000 đồng một kg đã xuất hiện trở lại sau hơn 2 tháng. Hiện giá heo hơi ở các tỉnh phía Bắc vẫn giữ mức cao nhất cả nước. Theo các nguồn tin thị trường heo hơi tại miền Nam chưa có biến động nhiều nhưng đã có dấu hiệu trôi hàng hơn, cho thấy áp lực nguồn cung đã giảm bớt. Nhiều người chăn nuôi kỳ vọng xu hướng tăng có thể tiếp tục kéo dài và đưa giá heo hơi về trên mức giá thành chăn nuôi. Hiện thị trường vào mùa cao điểm tiêu dùng cuối năm nên sức tiêu thụ đã cải thiện đáng kể. Như vậy, sau thời giảm giá giảm liên tục thì nay đã bật tăng trở lại, ngay đúng thời điểm dịp Tết Nguyên đán là điều mà bà con chăn nuôi luôn mong đợi. Vì gần như tất cả người chăn nuôi đều tập trung vào thời điểm Tết do nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng. Như vậy, sau chuỗi ngày giảm kéo dài, giá heo hơi trong những ngày gần đây đã tăng trở lại. Giá heo hơi bình quân cả nước hiện đạt 54.000 đồng 1 kg. Tại miền Bắc, mức giá trần 56.000 đồng 1 kg và rải rác xuất hiện mức 55.000 đồng đã xuất hiện trở lại sau hơn 2 tháng. Hiện giá heo hơi ở các tỉnh phía Bắc vẫn giữ mức cao nhất nước, cao hơn các tỉnh miền trong gần 2.000 đồng 1 kg. Nhiều người chăn nuôi kỳ vọng xu hướng tăng có thể tiếp tục kéo dài và đưa giá heo hơi về trên mức giá thành chăn nuôi. Hiện thị trường vào mùa cao điểm tiêu dùng cuối năm nên sức tiêu thụ đã cải thiện đáng kể. Đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại vẫn khá ổn định. Với tỷ lệ đàn lợn hiện có, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn của thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm tiêu thụ thịt heo mạnh nhất trong năm. Trong thời gian qua, sau thời gian bán chạy dịch khá lớn, nguồn cung heo có thể trở về trạng thái cân bằng với cầu hơn trước. Bên cạnh đó, thời gian gần đây các cơ quan chức năng, đặc biệt ở khu vực biên giới, cũng tăng cường giám sát chống vận chuyển gia súc, gia cầm nhập lậu theo chỉ đạo của chính phủ. Đây cũng là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá heo hơi trong nước phục hồi. Tuy nhiên, do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, nên dự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến trong thời gian tới. Cuối năm thường là thời điểm ngành chăn nuôi gặt hái do nhu cầu tiêu thụ và giá bán các loại gia súc, gia cầm, nhất là thịt heo đều tăng. Tuy nhiên, năm nay thị trường diễn biến khác thường, dự báo nhu cầu tiêu thụ vào dịp cuối năm 2023 và đầu năm 2024 chủ yếu phục vụ dịp Tết Nguyên đán tăng từ 10 đến 15% so với các tháng khác trong năm. Vì vậy, với việc duy trì ổn định đàn gia súc, gia cầm và tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ thì cơ bản thị trường nguồn cung sẽ ổn định, không bị thiếu hụt thực phẩm. Tháo gỡ vướng mắc tiếp cận vaccine dịch tả heo châu Phi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang lên kế hoạch bổ sung dịch tả heo châu Phi vào danh sách những bệnh phải phòng ngừa bắt buộc bằng vaccine. Đây sẽ là căn cứ để các địa phương sắp xếp nguồn kinh phí sử dụng vaccine cho đàn heo thịt. Nhận định về giá heo hơi trong thời gian tới, nhiều đơn vị chăn nuôi dự đoán sức mua thấp cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh sẽ còn kéo giá heo trong nước đứng ở mức thấp đến hết năm 2023, có thể đến thời điểm gần Tết Nguyên đán mới nhích tăng trở lại. Giá heo hơi hiện nay đang biến động trái chiều ở một vài địa phương do thị trường chưa ghi nhận sự ổn định. Giá thịt heo thế giới trong tháng 11 năm 2023 vẫn giảm xuống. Nguyên nhân là do nhu cầu nhập khẩu tiếp tục giảm, đặc biệt là từ một số nước Đông Á, trong khi đó nguồn cung dồi dào. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết giá thành sản xuất doanh nghiệp quy mô lớn dao động 50.000 đến 55.000 đồng một kg. Điều này có nghĩa thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đang kinh doanh dưới giá vốn. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết vào thời điểm cuối năm, nhu cầu của xã hội tăng nên giá thịt heo có thể tăng nhưng mức tăng sẽ không đáng kể. Nguyên nhân là do nhu cầu của người tiêu dùng năm nay sẽ ít đi vì kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân không cao. Cục Chăn nuôi nhận định ở mức giá này, đa phần người chăn nuôi chịu thua lỗ, cộng thêm dịch tả heo châu Phi và rủi ro giá cả nên sau khi bán heo, nhiều người chăn nuôi đã treo chuồng, e ngại không dám tái đàn. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 24 tháng 1 năm 2024 được đăng tải trên kênh tin tức online. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.